Phật tử nó hỏi: con bạch thầy, ở nhà con tổ chức cộng tu cùng các bạn đồng tu, nhưng có một thầy trong Nam giảng là nếu tu như vậy thì gia tiên ở nhà không có công đức, nên các bạn bỏ về nhà tu hết rồi ạ. Bạch thầy, con biết như vậy là không đúng, nhưng không biết nói thế nào, mong thầy từ bi chỉ dạy. Đó cho nên thầy mới nói là gì? Học Phật chúng ta phải có trí tuệ là như thế. Cái gì chúng ta được học mà cảm thấy nó đúng, cảm thấy an lạc, tu tập cộng tu an lạc rồi thì chúng ta cứ thế mà làm. Đây Phật tử này nói đi, các Phật tử nói là ở nhà đang cộng tu, ở một nhà Phật tử như vậy rất là an lạc, các bạn đồng tu đang cộng tu như vậy, nhưng có một thầy trong Nam ra và bảo rằng giảng là tu như vậy á thì gia tiên không có, gia tiên ở nhà không có công đức, không có lợi lạc gì, cho nên các bạn đồng tu và bỏ về nhà hết, làm cho đạo tràng tan vỡ. Đó, như vậy là gì? Cái thứ nhất là vị thầy kia giảng không đúng chính pháp. Cái thứ hai là các Phật tử này là gì? Đại đa số là chưa có đủ niềm tin vào những bài pháp các quý thầy mà mình, các bậc minh sư, các bậc đạo đức đạo hạnh giảng, chúng ta chưa được nghe, hoặc nghe rồi chúng ta chưa thấm, chúng ta chưa có đức tin sâu, cho nên là chúng ta mới gì, mới nay nghe người này nói thế này, mai nghe người khác nói thế kia. Chúng ta giống như gì? Giống như giống như cánh diều á, ở trên hư không, tùy theo gió nó thổi về đằng gì, đằng đông thì chúng ta diều bay đằng đông, gió thổi sang đằng tây chúng ta bay sang đằng tây, gió thổi đằng nam chúng ta bay đằng nam, gió thổi đằng bắc chúng ta bay đằng bắc. Như thế là chưa được. Cho nên á, Phật tử này nên gì? Nên khuyên các nhóm Phật tử kia nên nghe, nghe giảng kinh Địa Tạng được thì tốt, hoặc nghe các bậc gì, các bậc tôn túc như là Hòa Thượng Tịnh Không, hay là gì, hay là nghe đọc những cái bài giảng của Ngài Ấn Quang Pháp Sư, hoặc là bài giảng của Cố Hòa Thượng Tuyên Hóa. Như Việt Nam chúng ta như là bài giảng của Cố Hòa Thượng Chí Tịnh, hoặc là Cố Hòa Thượng Thiền Tâm, vân vân, thì để chúng ta gì, cho chúng ta có thêm cái niềm tin vào chính pháp để thực hành cộng tu cho tốt hơn. Thì chúng ta biết là nếu cộng tu được á, thì cái sức cộng tu nó rất là mạnh. Còn tu đơn lẻ á, thì trừ trường hợp chúng ta nhà bận không thể đi được thôi, chúng ta phải ở nhà tu đơn lẻ. Hoặc sáng sớm chúng ta không đến nhà nhau được, hoặc đêm tối khuya không đến nhà nhau được, thì chúng ta gì mới tu riêng lẻ như vậy. Còn thì chúng ta thì sinh hoạt với đạo tràng và có những cái buổi cộng tu, thứ nhất là để sách tấn nhau, thứ hai là để trao đổi những kinh nghiệm học hỏi lẫn nhau, rất là tốt. Đó, một mình thì có thể chúng ta giải đãi, nhưng mà cộng tu cả nhóm như vậy chúng ta rất là gì, rất là tốt, nếu như đoàn kết thanh tịnh hòa hợp. Đó, cho nên các Phật tử nên cố gắng duy trì. Sau khi nghe được cái lời giảng của thầy này, thầy rất mong rằng các Phật tử trong đạo tràng này lại tiếp tục cộng tu với nhau, ít nhất một tuần được một lần, hoặc là một tháng được khoảng 2 ngày cộng tu như vậy, duy trì cái sự cộng tu như vậy, công đức rất lớn, và tạo thành một cái mối liên kết, một cái sự hòa hợp giữa đệ tử của Phật với đệ tử của Phật, nó tạo thành một cái gì, một cái năng lượng rất là lớn, không thể nghĩ bàn được. Thế cho nên các vị thấy là đến đạo tràng, đến cái pháp hội của thầy và các Phật tử, các quý thầy hay tổ chức thành đạo tràng, thì pháp hội niệm Phật, hoặc pháp hội Trung Phong, hoặc pháp hội Quan Âm vân vân, chúng ta đến đó tu nó khác hẳn. Một mình chúng ta tu ở nhà khác hẳn, và chúng ta đến đạo tràng khác hẳn. Và cho nên qua cái bài giảng này thì thầy rất là mong trong đạo tràng Phật tử này chúng ta lại lấy được lại niềm tin, cộng tu với nhau và cùng nhau tu tập. Và từ giờ những cái ông thầy mà như thế, những vị thầy mà như vậy, tốt nhất chúng ta đừng có mời họ đến nhà nữa, đừng mời họ đến đạo tràng, mà cũng đừng nghe họ giảng nữa. Chúng ta lại sinh nghi ra, tâm chưa vững thì tốt nhất đừng có nghe giảng nhiều. Nghe một Hòa Thượng Tịnh Không nghe nói là chúng ta nên nghe một hoặc hai vị thầy nào chúng ta thấy tâm đắc, phù hợp với đạo, với pháp tu của mình giảng, thì chúng ta nghe những vị đó thôi. À, những vị khác chúng ta vẫn kính trọng, vẫn tôn trọng, nhưng chúng ta không vội nghe nhiều quá. Hết vị này đến vị khác nó xam, à, nó trái nhau, chúng ta dễ sinh tâm nghi ngờ lắm. Tâm chúng sinh phàm phu nó thế mà. Thế hôm nay thì buổi giảng pháp xin được nghỉ ở đây, thời gian đã hết. Kính chúc các quý vị thân tâm an lạc, vạn sự cát tường. A Di Đà Phật.
nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.